một cái kiến thức mà tôi nghĩ là nhiều bạn cần nhận thức được là phần bản thân chúng ta nên định hình được chúng ta đang ở đâu. Đấy. Thứ nhất là chúng ta đôi khi bạn rảnh rỗi, bạn nên ngồi xuống bạn viết hiện tại của chúng ta đang là điểm A. Thì chúng ta đang ở đâu? Ví dụ các chỉ số của bạn, tổng tài sản, thu nhập hàng tháng, hàng năm, quy mô kinh doanh của bạn. Đấy gọi là điểm A. Được rồi. Nó có thể bao gồm cả năm cái chỉ số mà chúng ta vừa về tiền. Thì vừa nói cái đấy mà mới là tiền thôi. Tài sản mới lại thu nhập là tiền. Chỉ số về thì tiền đầu tiên nhiều bạn, bạn sẽ bạn ấy sẽ tự nhìn vào. Có người thì bảo tôi đang có mấy triệu đô, tôi có mấy chục triệu đô. Có bạn thì bảo em có mấy chục triệu đồng. Thì, thì, thì tiền thì nhiều người đôi khi họ cần nhận thức ra được là thứ nhất tôi đang nghèo đồng ý không ạ phần này theo tôi nghĩ là như này nó sẽ có à, khi bạn gặp một người bạn hoặc một mối quan hệ mới thì bạn sẽ có hai kiểu kiểu thứ nhất là chúng ta nói chuyện lịch sự với nhau ok không ạ sức khỏe là tốt rồi quan trọng là sức khỏe đồng ý không ạ mình đến một nhà một người mình thấy người ta cũng không thành công người ta cũng không hiểu biết gì nhiều khi mình cũng vẫn động viên người ta không quan trọng anh ạ quan trọng là sức khỏe sức khỏe là tốt rồi thì kiểu thứ nhất là chúng ta sẽ nói chuyện lịch sự với nhau chứ chưa và kiểu thứ hai một số người người ta nói thẳng vào mặt luôn nói chung là, là tôi thấy ông không ổn thì có những người như thế đôi khi lại là người bạn tốt người ta góp ý cho mình thì mình tiến bộ được đồng ý không ạ thế nên sẽ có hai kiểu nhé và sau này bạn đi gặp nhiều mối quan hệ khác bạn sẽ có sự lựa chọn nói kiểu lịch sự biết là nó ngu rồi nhưng mà <laughs> thì cứ lịch sự thôi kiểu thứ hai là mình góp ý cho người ta một vài câu và có thể nó thay đổi cuộc đời người ta bài học này tốt không ạ À, nó mình hai fan người bên cạnh nói là góp ý chân thành thì tốt hơn. Nhưng à. lịch sự chưa chắc đã tốt. Đồng ý không ạ? Thế là đôi khi có người người ta nói thẳng vào mặt mình là không ổn đâu. Hiện tại tôi thấy ông hơi sai lầm. Thì cái số 1 các chỉ số tự mình sẽ phải nhận ra. Cái thứ hai chỉ số thứ hai về mối quan hệ. Ví dụ người ta có thể bảo bạn là tôi thấy ông là ví dụ đi đầu tư mà ông chả có đồng đội như thế là ông dở. Không có mối quan hệ gì cả thì nhiều người người ta cũng đôi khi người ta cũng nhận thức được phải nhận thức ra được là hiện tại ấy, là mình không có quen biết ai hết mình không có mối quan hệ gì hết không có ai giúp đỡ cho mình để lên một cái tầng cao mới là nhiều người cũng phải nhận thức ra được phần này ví dụ như là có gia đình có điều kiện ông bà cụ bơm cho 10 triệu đô à, hoặc là ông anh ông ấy đưa cho 10 triệu bảo chú xoay sở đi lợi nhuận cứ đôi thế thì nó đơn giản quá đồng ý không ạ Đấy. rồi chỉ số thứ ba nhiều bạn có thể tự phải nhìn nhận vào là cái hiểu biết của mình đôi khi mình cần phải nhận thức ra được là mình chả biết cái gì đồng ý không ạ mình không biết cái gì cả rất nhiều thứ mình không biết mà ngắn gọn bên ngoài nó bảo với nhau luôn là ngu nói chung là không biết nhưng mà lại hay tỏ ra nguy hiểm tức là bởi cái trường hợp này gặp rất nhiều có những người thu nhập chỉ mấy chục triệu một tháng thôi nhưng gặp những người đã kiếm nhiều triệu đô rồi thì vẫn cứ bảo là theo em phải thế nọ phải thế trai cơ. Em thấy anh tư duy thế nó cũng không chuẩn lắm đâu. Ô cái này bạn sẽ để ý. Và nhà giàu, những người giàu ấy, những người thành công ấy. Thì nó lại cứ giả vờ ngỡ ngẩn thôi. Thế là thế nào em nhỉ anh không hiểu. Một nhà đầu tư nhiều triệu đô la gặp một con cò. Thì lại cứ bảo anh không hiểu thế này thế nào em nhỉ. Cái khu vực này anh mới đến anh không biết giá cả thế nào em có thể mô tả sơ qua cho anh cái được không đấy, thì người giàu là rất hay giả ngu còn người nghèo thì hay tỏ ra nguy hiểm chú còn lại được dịp theo em nó phải thế nọ thế trai chiến lược đầu tư ở khu này nó phải thế nọ thế trai nhưng thực ra nhà đầu tư họ biết là cái đấy nó không đúng hoặc cái cách nghĩ đấy nó không đúng khổ thế chứ lại không bảo với chú còn là chú, chú im mồm cứ chả biết cái đấy gì cả thì không phải nhà đầu tư nào cũng tốt như thế để nói với chú cò là mày ngu lắm mày phải nghe anh mày sẽ còn làm cò trong 10 năm nữa nếu mày không nghe không phải nhà đầu tư nào người ta cũng tốt như thế đồng ý không ạ vụ này theo tôi nhiều anh chị em là phải nhận thức ra được là mấy ông nhà giàu nó hay giả ngu lắm cứ giả vờ không biết gì thôi thế là thế nào nhỉ mà nó làm nào <laughs> <laughs> Thế là một cái kinh nghiệm quan trọng là đôi khi bạn gặp những người thành công bạn phải chịu khó hỏi Chịu khó hỏi Đó. thì, thì đôi khi là chúng ta phải nhìn vào các chỉ số của chúng ta nhé Một chỉ số nữa mà theo tôi nhiều người thiếu là khát vọng Không có khát vọng Rất khó để đi đến thành công Tức là có những người đủ năng lực chúng ta có hai cái bánh xe nhé, bánh xe khát vọng và bánh xe năng lực. Thì nhiều anh em là có đủ năng lực. Ngày xưa đi học cũng 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm đấy thôi. Cũng tốt nghiệp bằng khá, bằng giỏi đấy thôi. Chứ có phải là mình không nhận thức được đâu. Đồng ý không ạ? Mình đủ năng lực để đi đến thành công, nhưng mà vấn đề là mình thiếu khát vọng thôi. Có những người hiểu biết về đất đai là có, chứ không phải không biết. Nhưng mà cũng thiếu khát vọng thôi hai cái bánh xe đấy là phải song hành. Có những người thì khát vọng lớn quá, mà năng lực thì không có. Khát vọng thì em phải là số một, số 2 em phải kiếm tỷ đô nhưng mà năng lực nó không có. Thì theo tôi một cái chỉ số là nhiều người thiếu là vấn đề là về khát vọng. Rồi, rồi à, còn cái gì? Điểm A đây của nhiều người có thể là lười. Thôi anh ạ, à? cho em yên. Tốt nhất là yên rồi thì thực ra không phải ai cũng nói thẳng vào mặt mình như thế một là nghèo hai là ngu ba là lười bốn là thiếu khát vọng thiếu hiểu biết cũng chả có mối quan hệ chả có đồng đội đi cả cũng chả biết cái gì nhiều trường hợp ra ngoài lại bảo cái gì em biết chỉ mỗi không biết điều thôi đội đấy cũng đông lắm cái gì cũng biết mỗi tội không biết điều thôi. nên là không có phát triển lên được thì theo tôi là đôi khi một người họ cần phải đánh giá chính xác cái điểm A hiện tại mình đang có ạ một khi mà mình không xác định được điểm A của mình đang ở đâu ạ thì câu chuyện điểm B này nó sẽ còn xa vời trong rất nhiều năm phải hiểu rất rõ điểm A của mình đang ở đâu nhé ạ? điểm mạnh của mình là gì điểm yếu của mình là gì nhiều việc chúng nó làm mình không làm được đâu đồng ý không ạ Đấy. và mình sẽ phải ví dụ như là có rất nhiều mô hình trong bất động sản rất nhiều mô hình thì mình phù hợp với mô hình gì Đấy. À, số sáu theo tôi là một số bạn phải phân tích Đấy, tôi viết tắt à, viết tiếng việt thôi điểm mạnh điểm yếu điểm mạnh điểm yếu của bạn có những người phù hợp đi làm môi giới nhưng có những người không phù hợp đi làm môi giới đồng ý không ạ nhiều anh chị em là tôi ví dụ như là à, mình làm gì có thời gian mình đang làm chủ doanh nghiệp mà ví dụ thế là đâu mình đâu phù hợp đi làm môi giới đâu có nhiều người thì nhiều rất nhiều tiền nhưng mà lại đánh cái chiến lược không phù hợp anh đã nhiều tiền bạn phải tiến lên bạn phải làm kiểu khác chứ không phải là đánh cái kiểu giống như mọi người đánh Rồi, thì phần này là phân tích thật kỹ điểm A của bạn Đưa mình hai file người bên cạnh nói là phân tích điểm A Mình đang có những cái gì trong tay Sau đó mới quyết định cái cách đánh của mình đó. Sau đó bắt đầu mình mới phân tích là điểm B mình muốn đến. Bây giờ điểm B mình muốn đến thì ví dụ như là mình muốn là gấp 10 hay là mình muốn kiếm 1 tỷ hay là 10 tỷ hay là 1 triệu đô hay là 100 tỷ đồng. Thì ở cái điểm B này, phần này là nhiều anh em cũng phải xác định là mình muốn cái gì. Mình muốn 50% trên vốn, mình muốn kiếm 10 tỷ một năm hay là 100 tỷ một năm hay chỉ 1 tỷ một năm thôi. Tôi không biết Hay là chỉ số của mình là x10 Mình muốn đầu tư x10 Cách mình đầu tư nó phải khác Đồng ý không ạ? Nhưng có những anh em bảo thôi em x3 thôi trên vốn là được rồi Trong một năm thôi có anh em thì bảo thôi em 50% trên vốn thôi Tùy vào số tiền Số tiền nó nhỏ thì nó x mạnh Thế còn ví dụ cái bạn có nghìn tỷ thì bảo năm nay em chỉ cần 50% thôi Là được rồi anh ạ Được 500 thì thế thôi không gì nữa rồi ngay sau đó phải xác định rất cụ thể điểm B của mình trong năm nay có thể được hiểu là năm 2022 được chưa? đấy 2022 điểm B mình muốn đến là điểm gì? có thể về thu nhập có thể về tài sản có thể về quy mô đấy, có thể là sở hữu một cái loại tài sản nào đó vân vân thì đầu tiên là hai cái điểm này là anh em phải làm rất kỹ. À. thì thông qua câu chuyện này tất nhiên là nó không dễ dàng như thế này. Để mà đi từ điểm A đến điểm B thì nhiều anh em sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn. Bài học số 1 ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn là cái bài học này cũng đã chia sẻ nhiều anh em rồi. Bạn đang ở đây và bạn cần dịch chuyển sang đây để trở thành một con người vĩ đại hơn ở bên này. Đấy. Bạn muốn trở thành một con người vĩ đại hơn phần này, tôi gọi là bên này nó gọi là tôi nhỏ bé. Tôi nhỏ bé. bên này gọi là tôi thành công tôi thành công hay là tôi vĩ đại Đấy, hoặc là vĩ đại nhưng không phải là ai cũng dễ dàng từ bên này phi sang bên này được mà rõ ràng là chúng ta có những cái rào cản rào cản cực kỳ lớn nên là thôi nguy cơ mắc kẹt tại bên này rất cao cái rào cản ở đây là gì? Nếu mình, một số anh em đã học cái bài học này rồi Đây là cơ hội để bạn ôn lại bài Trong kinh doanh người ta có một câu rất hay 80% vấn đề của bạn nằm ở tâm lý Câu này tốt không ạ? Bạn có thể là sợ Bạn đang sợ Bạn đang lo Đấy ạ Đấy. Nó mới là những cái mà khiến cho bạn không thể đi đến thành công được chủ yếu nó thuộc về vấn đề tâm lý của bạn có những bạn đã thành công trong lớp học này rồi nhá đã kiếm được một khoản tiền nào đó rồi thậm chí kiếm được hàng tỷ đồng hàng triệu đô rồi nhưng bạn đang vào những trận đánh lớn hơn và tâm lý của bạn vẫn đang lo đồng ý không ạ nói chung là rất nhiều cái nỗi sợ chúng ta sợ mất uy tín sợ mất tiền sợ thất bại Đấy. sợ gọi là bị chê cười sợ là không biết là mình có làm được. Thế nhưng mà chúng ta nên hiểu là thực tế là cái 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 sợ này này là từ nguyên thủy nó đã sợ rồi. tức là hồi mà đang ở trong hang là cũng sợ rồi. Có một cái chủ đề rất là hay là bộ não được thiết kế không phải để hạnh phúc, Đấy mà là để lo lắng, thiết cái lo này sang cái lo khác. Đồng ý không ạ? à, ngày xưa thời ở trong hang ấy là sợ là bị thú ăn thịt bị bộ lạc khác tấn công đấy, bộ não là được thiết kế đấy để sợ hãi chứ không phải là và nó đã in nhiều ngàn năm rồi Thế bây giờ anh em vẫn tiếp tục sợ ai cũng có nỗi sợ của mình nhưng vấn đề là đây một khi bạn hiểu 80% vấn đề nằm ở tâm lý của bạn thì có thể bây giờ chúng ta cần phải tìm cái giải pháp cho câu chuyện này thì có hai cái từ khóa để giúp cho bạn vượt qua được những cái cái cái, cái rào cản này để dịch chuyển từ tôi nhỏ bé sang tôi thành công từ khóa số một nó có tên là ra quyết định Đó. Ê, có một cái nhân vật cũng rất là hay ông này tên là Tony Robbins cũng là cái người mà nhà đào tạo số một thế giới về phát triển cá nhân không phải số một thế giới về đầu tư hay là kinh doanh thì ông ấy nói là mỗi khi mà bạn gặp khó khăn đấy, thì bạn hãy nhớ đến sức mạnh của việc ra quyết định. Vì ra quyết định thì số mệnh nó sẽ hình thành. Mỗi khi bạn gặp khó khăn, này, hãy nhớ đến sức mạnh của việc ra quyết định. Vì mỗi khi bạn ra quyết định, cuộc đời của bạn lại đi theo một hướng mới. Đồng ý không ạ? Đấy. Thế thì, thì từ khóa số 1 mà nhiều anh em cần phải nắm được là từ ra quyết định. Từ này là. Thế còn tôi chia sẻ với bạn một cái câu chuyện thực tế của tôi thôi. Tôi đi mua lại 60% cổ phần của một cái dự án hơn 20 hecta. thì cũng thế mà. Trước khi mà xuống tiền nó nghiên cứu kỹ lắm. ăn trực nằm chờ ăn gọi là gọi là, là cứ loanh quanh ở cái cái cái, cái khu vực đấy đến hàng tháng rồi. Nghiên cứu lo sợ nhiều vấn đề. Ê nhưng mà cuối cùng cuối cùng thì cũng phải ra quyết định thôi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này Cuối cùng bạn cũng sẽ phải ra quyết định thôi Làm hay là không làm Đấy. Nếu có kinh nghiệm hơn một chút Thì mới gọi là làm bao nhiêu nữa Còn một câu câu hỏi nữa là làm bao nhiêu Đấy. Thì nhiều anh em là chỉ có làm hay không làm thôi chứ Không có cái câu là làm bao nhiêu Có 10 đồng thì đâu mấy đồng Đó. Thế thì thì mình ra quyết định làm Mọi việc nó cũng không hề dễ dàng Mất 2 năm Cũng rất là vật vã nhưng tóm lại mua ở giá 18 và sau nó sút ra giá 37 Thế là cũng được, là gấp đôi Thì từ khóa số 1 ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn Là từ ra quyết định Đấy. Từ khóa số 2 mà nhiều anh em mà Tôi muốn bạn ghi vào từ khóa số 2 là từ hành động cái không hành động Mà không phải một hành động Mà hôm nay lớp mình được học là gì ạ Thậm chí là 10 hành động Thì nó mới tạo ra được một cái kết quả nhiều anh em nghĩ là một hành động không đủ và hàng chục cái hành động. Ê, nên là tôi hay lấy cái ví dụ vui cho nhiều anh em là tôi trong cái lớp học tôi có, một cái quyển sổ thông thái giống cái quyển sổ một số anh em đang ghi chép đấy. đấy tôi hay dơ nên tôi hỏi là bao nhiêu anh em muốn quyển sổ này miễn phí? rất nhiều anh em e hầm. E hầm. Duy nhất một anh, anh chạy lên. Anh ấy bảo thầy giáo cho tôi xin. Thì anh ấy được cái còn mong muốn thì ai chả mong muốn, nên mình hai pha với người bên cạnh nói là hành động mới có kết quả. Thế là tôi chia sẻ với anh chị em là hai từ khóa này, đấy, hai từ khóa này rất là quan trọng nếu bạn muốn đi đến thành công, đấy ạ